Tiếng Anh lớp 2 Alan Mastaf Students Book, sách bài học. Cô chào các bạn lớp 2 nha. Học Unit 1. Unit 1 bài 1. Các bạn mở sách trang số 10. Unit 1 bài học số 1. Feelings, cảm giác, cảm xúc. Lesson 1 bài học số 1. Language, ngôn ngữ. Happy, vui. Sad, buồn. Fine, khỏe. Ok, ổn, tốt. Great, tuyệt vời. How are you? Bạn khỏe không? I'm happy. Tôi vui, tôi khỏe, tôi vui á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe phần này. Listen and point. Nghe và chỉ tay. Repeat, đọc theo. Unit 1. Feelings. Lesson 1. A. Listen and point. Repeat. 1. Happy. 2. Sad. 3. Fine. Okay. 4. Great. Rồi các bạn đã được nghe rồi, bây giờ chúng ta luyện đọc nha. Happy. 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 Happy là vui, hạnh phúc, sung sướng. Sad. Sad, có chữ đời cho cô này. Sad. Sad. Sad là buồn. Sad. 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 Fine. Okay. Fine. Okay. Ở đây chúng ta có hai từ nó giống nhau, các bạn muốn dùng từ nào cũng được. I'm fine, tôi khỏe. Fine. I'm okay, tôi cũng ổn, tôi khỏe. Fine. Fine là ổn, là khỏe, là được, tạm được. Fine. Fine. Okay. Okay. Fine. Okay. Okay. Fine. Okay. Okay. Fine. Okay. Fine. Okay. Fine. Okay. Fine. Okay. Fine. Okay. Fine. Okay. Great. Trước khi đọc này, great, bật lưỡi. Great. 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 Great là tuyệt vời. Yeah, tuyệt vời. Rồi các bạn nhớ thuộc cho cô những cái từ này và viết các từ này vào trong tập của mình nha. Cô đố các bạn coi xem các bạn biết không. What is it? Happy, sad, fine, okay, great. Rồi các bạn giỏi lắm, bây giờ chúng ta sẽ chơi game nè. Bạn này đang cười. Happy, you're right, bạn đúng rồi đấy. Next question, câu hỏi tiếp theo. Fine, okay, you're right. Sad, buồn. Great, tuyệt vời. Ok, chúng ta đã đúng được 100% rồi đó, được 100 điểm rồi các bạn. Listen and point. Nghe và chỉ tay. Bây giờ các bạn nghe và các bạn chỉ tay vô hình là trong máy đang nói về ai, bạn nào nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm máy nè. B. Listen and point. 1. Hello Bill. Hi Kim. How are you? I'm great. 2. How are you, Kim? I'm okay. 3. How are you, Lola? I'm sad. Oh no! Ok, các bạn nghe được chưa? Bạn Bill, bạn Mai và bạn Kim và bạn Lola. Đó, các bạn nghe được bạn nào thì mới đầu hai bạn này đang hỏi với nhau là how are you? Bạn khỏe không? I'm great. Tôi rất là khỏe, tôi tuyệt vời luôn đó. Ok, xong bạn hỏi lại nha. Đó, các bạn học cho cô cái mẫu câu How are you? Đọc nhiều lên cho cô nè. How are you? How are you? How are you? Bạn khỏe không? Hoặc là bạn thế nào? I'm great. I'm great. I'm great. Tôi khỏe, tôi tuyệt lắm, tôi tuyệt vời. Đó, sau đó mình thế vào How are you? How are you? Bạn thế nào rồi? I'm happy. I'm happy. Hoặc là I'm sad. I'm sad. I'm sad. I'm fine. I'm okay. I'm great. Đó, các bạn tự thế vào thì chúng ta sẽ ra được các câu hỏi khác nhau. Tùy theo tâm trạng của các bạn hôm đó mà các bạn trả lời nha. Mình happy thì mình happy, mình nói I'm happy. Mình buồn thì mình nói I'm sad. Mình ổn, mình bình thường thì mình nói I'm fine, I'm okay. Rồi bây giờ chúng ta qua phần C là sing. Sing có nghĩa là hát. C. Sing. Rồi các bạn nào hát theo được không nè? How are you? How are you? I'm happy. I'm happy. How are you? How are you? I'm sad. I'm sad. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. How are you? How are you? I'm great. I'm great. Rồi các bạn nhớ luyện hát đọc cái bài hát này. How are you? I'm happy. Đó, các bạn đọc hết cho cô nha. Xong rồi các bạn tua lại đọc cùng chung với hai giáo viên nước ngoài coi xem các bạn có đọc kịp không nha. Cô đọc thì chậm rồi đó, chắc các bạn đọc nhanh hơn cô ấy ha. Chúng ta qua trang tiếp theo, point, ask and answer. Hãy chỉ tay hỏi và trả lời. Mẫu câu How are you? Bạn thế nào rồi? Bạn khỏe không? Trả lời am, nhớ cho cô cái chữ am này nhá. I'm fine. Hình như mình đã học rồi á, học bài tuổi rồi đúng không? I'm seven nhớ không? Thì nghĩa là tôi á, tôi thì fine là tôi thì khỏe, tôi thì ổn rồi, tôi thì ok. Tôi thì gì? Happy là vui. Rồi, bây giờ câu số 1 nè. How are you? Bạn thế nào? I'm fine. Hoặc là I'm ok. Tôi ổn nha, tôi khỏe. Câu số 2, how are you? Các bạn trả lời đi. I'm great. Ok. Câu số 3, how are you? I'm happy. Tôi vui. How are you? I'm sad. Ok. Bây giờ các bạn hỏi cô đi rồi cô trả lời nè. Câu số 1. Các bạn hỏi đi. I'm ok. Câu số 2. I'm great. Câu 3 các bạn hỏi cô 3 đi. I'm happy. Câu 4. I'm sad. Ok, các bạn biết làm sao mà cô nói các bạn hỏi cô như vậy không? Tại vì cô biết các bạn học video của cô học một mình á, cho nên là không có ai hỏi chung với các bạn, cho nên cô hỏi các bạn thì các bạn trả lời để mình nâng cao cái phản xạ nói nha. Ok, qua phần tiếp theo, đây là cái phần trò chơi thì ở trên lớp thì các bạn sẽ chơi nó vui hơn. Play the chain game là hãy chơi một cái trò chơi dây chuỗi ha, một cái chuỗi dài như này ta gọi là chain ha, dây mắt xích á. Vậy thì mình sẽ xếp hàng ra như thế này, gồm có nhiều bạn, được chưa? Ở đây thì mình chỉ vẽ có 4 bạn chim này thôi. Bạn chim đứng đầu tiên á, cái đeo cái nơ màu đen này, bạn nói cái bạn kế bên là how are you? Thì bạn nói là I'm okay. Cái bạn chim đeo cái nơ hồng này, bạn lại quay sang hỏi bạn kế bên mình nói how are you? Thế bạn nói I'm great. Tùy theo muốn nói kiểu gì nói ha. Xong bạn này tiếp tục quay sang cái bạn nơ màu xanh ở đây nè, nói how are you? Thế bạn ấy tự trả lời I'm gì đó, I'm happy hay I'm gì đó. Nên là cứ quay sang hỏi tiếp tục. Đó là cách chơi trò chơi người ta gọi là chain game, là trò chơi mắt xích á, dây xích ha. Đó, mình cứ hỏi liên tục, xong rồi lại cái bạn cuối cùng thì hỏi ở cái bạn đầu tiên là cái bạn đeo nơ này nè, cho bạn ấy trả lời, đúng không? Rồi, cô chúc các bạn học giỏi nha. Mình đã xong 2 bài. Đấy, các bạn chú ý nha, một cái unit này là một cái đơn vị bài học lớn thì nó gồm có cái lesson 1 nè, lesson 2 nè, Lesson 3 ha. Lesson 3 có 3 phải tới cái unit lớn là unit 2. Cái một unit là mình sẽ học 3 lesson các bạn nha. Cô sẽ làm 3 cái video, học 3 buổi để các bạn luyện tập. Và các bạn nhớ học từ vựng thì các bạn phải thuộc từ vựng, học mẫu câu các bạn thuộc mẫu câu và thế cái từ vào cái câu thì các bạn sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh giỏi rồi đó. Có nhiều bạn nói giỏi hơn cô rồi đấy, đọc nhanh quá trời nhanh luôn đó, mới có nghe cô giảng có lần thôi là hiểu luôn rồi. Cô thấy các bạn học rất là giỏi luôn rồi, cô chúc các bạn học giỏi nha, học giỏi hơn nữa nha để mình làm bài tập cho tốt. Ngoài cái cuốn sách này ra thì các bạn sẽ đi học những cái cuốn sách khác, sưu tầm những cái cuốn sách khác và các bạn học đi, nó cũng có mẫu câu giống nhau nhưng mà nó có cái cốt truyện khác nhau đó. Các bạn đọc nhiều thì các bạn sẽ hiểu nhiều. Nhớ học mở rộng ra nha, chứ mình không nhất thiết bám chung vào một cuốn sách như vậy. Tại vì cái cuốn sách này nó cũng ít lắm, cho nên các bạn muốn học giỏi tiếng Anh thì các bạn phải học nhiều hơn một chút. Cô thì hay dạy các cuốn sách, các bạn thấy á, trong kênh của cô các bạn nhấn vào danh sách phát trong kênh của cô, các bạn xem cứ cái nào mà có số 1, lớp 1 đó là các bạn tìm hiểu nha. Family and Friends nè, Everybody Up nè, rồi Mastaf nè, Alan Mastaf nè, rồi Phonic nè, rất là nhiều sách nha các bạn. Mình học nhiều, nó có, rồi cái cuốn sách của Bộ Giáo dục nữa đó các bạn. Cho nên là mình có nhiều sách để mình lựa chọn. Các bạn nào cảm thấy dễ rồi thì mình sẽ nâng cấp lên sách lớp 2, chứ mình không phải chờ đợi nha các bạn. Học trước đi, sau này mình học lại để mình nhắc nhớ cái câu, cái từ đó. Thì mình mỗi lần mình học nhiều thì mình sẽ nhớ được nhiều nha. Nhưng mà phải học kỹ cho cô cái cuốn sách trên trường, bám sát trên trường của các bạn để các bạn làm bài tập tốt và có điểm tốt hơn. Chứ mình học nhiều quá mà không nhớ, không biết viết từ nào hết là không được. Rồi cái lớp 1 của chúng ta thì nhớ viết cho cô từ số 1 tới số 20 nè. Học thuộc từ số 1 tới số 20 cho cô, ngày nào cũng viết. Trong vòng 1 năm thì 1 tuần đi viết 1 lần đi. Thì mình 1 năm trời là mình thuộc cách viết luôn rồi, từ số 1 tới số 20 rồi. Đó, xong rồi 11 màu này, đi tìm cái video 11 màu chuẩn của cô đó. Các bạn học đi. Thường thường cô dạy màu sắc là cô dạy đủ 11 màu cho các bạn luôn. Tại vì tiếng Anh nó chỉ có 11 màu cơ bản thôi đó. Nếu mà ba mẹ biết thì ba mẹ cho các bạn học, còn không các bạn học trên sách, sau này ra thi nó lại ra cái màu không có trong sách thì các bạn không biết làm nha. Theo cô là phải học đầy đủ luôn đó. Mình cứ học sách mở rộng ra. Ngoài cái sách workbook rất là dễ ra thì nó có các bài tập mở rộng nó hơi khó. Mức độ của TOEFL Primary thì thường thường ở trên trường các bạn lớp 2 là các bạn hay được đưa phiếu để các bạn đăng ký thi á. Bạn nào học tăng cường thì thi đó, thi để lấy chứng chỉ, hoặc là theo hướng Cambridge là Starters đấy các bạn. Lên lớp 2 là luyện Starters thì cô sẽ cho các bạn luyện từ đầu năm luôn để các bạn học chuyện với cô thì các bạn sẽ luyện được nhiều luôn từ đầu năm. Trong quá trình 1 năm là các bạn thuộc cũng phải cả ngàn từ vựng rồi chứ ít gì, đúng không? Mỗi tháng cô sẽ lồng ghép vô học một cái chủ đề từ vựng, ngày nào cũng đọc đi đọc lại như vậy, viết đi viết lại thì các bạn phải thuộc đó. Riêng là các bạn phải ôn tập, ôn học bài lại nha. Chứ mình chỉ học có vài cái từ sát happy này thôi, ngoài những cái từ sát happy này ra nó còn nhiều từ khác nữa, thấy chưa đó. Cho nên là các bạn học nhiều lên, khi mà ra thi thì nó sẽ trúng vô cái từ khó thì các bạn biết được nhé. Đó thì cái cuốn lớp 2 của chúng ta bám sát, nếu mà bạn nào học Mastaf thì bám sát Mastaf, rồi sau đó bám theo cái bộ sách Starter. Bạn nào chưa có sách ra đời liên hệ với cô nha. Ok. Rồi, bạn nào chưa biết cách học thì cô sẽ gửi cho các bạn video từng buổi cho các bạn học để các bạn quen dần. Rồi, một cái cuốn sách từ vựng, một bộ sách Starter đó thì có 12 quyển. Các bạn luyện 12 quyển đó để cô mở cho các bạn cái bài. Ok, cái trang blog của cô là cô cũng có viết rồi nè. Các bạn sẽ vào đâu cô coi nè. Vào cái phần có 3 cái gạch á, đây là tựa đề sách nè đó, các bạn sẽ xem ở dưới đây nha. Các bạn coi mình đang học cái cuốn sách lớp mấy ha, thì các bạn sẽ chọn theo tựa đề sách nha. Hình như cô chưa để cái cuốn Massage vô, trước đây là cô lấy thử cái cuốn Family and Friends lớp 2 cho các bạn coi cái. Ai học Family and Friends thì bám sát theo sách Family and Friends và cái bộ đề Starter. Cô lấy cái Starter. Đây, Starter Không thấy đâu rồi. Starters 1 đến 9. Đó thì các bạn vô đọc thêm nè. Thì cái bộ sách này á là bộ sách lớp 2 cho các bạn nha. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 làm quen nha. Bạn nào lớp 2 mà chưa làm được thì lớp 3 sẽ làm xong cái bộ sách này đi. Thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn nha. Đó, cô có để cái đường link cho các bạn tập làm bài thử ha, bài test. Cô sẽ thêm các đường link vào đây, các bạn nhớ theo dõi cái trang này nha. Và đây là những cái video file nghe. Đó, các bạn biết rồi thì các bạn vô phần nghe nha. Ngoài ra mình có học cái cuốn cách sách Phonic này nha, là về chữ cái, học kỹ về Phonic, cách phát âm, cách đọc rất là hay. Ngoài ra còn có một cái cuốn sách Family ở đây. Bây giờ nó làm, ở trước đây là màu hồng, bây giờ nó làm màu cam rồi đó các bạn. Đó, thì nói chung là lâu lâu thì người ta sẽ thay đổi sách, các bạn phải cập nhật, học sách nào thì các bạn theo sách đó thôi. Nhưng mà cái chủ đề thì nó vẫn là chủ đề chung, và những cái câu đó nó có cơ bản, nó chỉ thay đổi cái từ một chút xíu thôi. Các bạn nhấn vô, các bạn học nè, 11 màu nè, nhấn đủ 11 màu luôn, các bạn tự vô các bạn làm bài tập, bài test trong đây nha. Đó, các bạn làm đi, xong rồi các bạn nhấn gửi xem điểm số coi các bạn có làm được không, có nhớ từ không, không nhớ các bạn phải viết copy lại. Và các bạn vào đây thì các bạn xem video học trực tiếp đi. Video thì quá trời nhiều, nó rối lắm, các bạn đi tìm không có được đâu. Cô để cái bìa sách mà nhiều khi tìm còn nhầm bài học ha. Đó, các bạn vào danh sách phát nè, các bạn tìm đi từng album cuốn sách, cô để từng album á, sách nào ra sách đó ha. Sách của các bạn thì cô để riêng ra, có cái hình, các bạn tìm đi, các bạn học nha. Đó, mình tự tìm, tự học bài đi, bạn nào mà cảm thấy không học được mình á, đây là bộ starter nè. Cô đã hướng dẫn hết cho các bạn rồi, các bạn học đi. Family and Friends 2 nè, lớp 2 nè. Đó, các bạn lớp 2 thì học lớp 2, lớp 1 thì học lớp 1. Nó có tới 6 giáo trình lận đó các bạn, cho nên là các bạn nhớ ha, các bạn cứ học đi, học nhiều nó không có dư đâu. Smart Start này, cô để trong Smart Start chung nè. Smart Start cũ các bạn chú ý nha, là có cái người máy, người ngoài hành tinh. Đó, còn cái Smart Start mà các bạn mới học ấy là có 4 bạn người thật luôn. Đó, không phải là người ngoài hành tinh. Đó, các bạn chú ý phân biệt cái chỗ này nhé. Thôi coi chừng là nhầm sách, nó cũng màu như vậy đó, nó bị nhầm. Thì các bạn nhấn vào trong đây xem toàn bộ cái quyển sách nè. Thì ở dưới đây nè, quá trời luôn, tại vì nó nhiều video lắm đó. Các bạn xem trong đây là sách của mình đây nè. Đó, là các bạn chọn nha. Rồi các bạn nhớ chia sẻ video của cô nha, và ủng hộ kênh của cô với nha, cho nhiều bạn khác biết. Hello, cô chào các bạn. Ok. Đây các bạn chia sẻ video bằng tiếng Anh là các bạn nhấn chia sẻ vào đây, sau đó các bạn sao chép đường liên kết, hoặc là nhấn chọn Facebook hay là Zalo gì đó ha. Các bạn nhấn cái sao chép đường này này. Để các bạn copy á, là copy á, sao chép là copy á, rồi gửi qua Zalo hoặc là tin nhắn của người khác là họ tới rồi. Đó, các bạn nhớ chia sẻ kênh của cô với nha. Thank you so much and goodbye. Cô chúc các bạn học giỏi nha. Bạn nào mà muốn cái cuốn sách điện tử này nè, tự học ở nhà, tự cài đặt trong máy để học á, thì liên hệ với cô nha.